Ở trong nhà Phật chúng ta có một danh từ là tham thiền. Quý vị thường hay nghe nó tham thiền phải không? Chữ tham là gì? Chữ tham nghĩa là mình tham gia, mình tham dự, mình tham cứu, mình tham khảo. Thiền là một cái pháp tu. Như vậy thì tham thiền có nghĩa là mình để tâm tham khảo cái cách thiền định. Chữ thiền mình nói tắt, nói đủ chữ là thiền na. Người Trung Hoa có hai cách dịch. Một gọi là dịch tỉnh tư lự. Hai á là dịch là tư duy tu. Hai cách dịch chữ thiền: tỉnh tư lự hay là tư duy tu. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó lăng xăng nhiều lắm, nó hết nghĩ chuyện này nó nghĩ sang chuyện khác, nó lo ngày không đủ nó tranh thủ lo đêm, phải không? Nó lo gọi là lo bảy rồi lại lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên, lo đủ thứ. Vì vậy mà cái pháp tu là để cho chúng, Đức Phật cho chúng ta một cái pháp tu để mình mang thân tâm của mình trở về một mối. Thường thường á, mình hay sống theo có thói quen là thân đây mà tâm chỗ khác. Có nhiều khi mình nói mình muốn về nhà. Khi mình đi đâu chơi xa, mình mệt, mình muốn về nhà. Nhưng khi về tới nhà cái muốn đi chỗ khác. Hoặc là hôm nào mình mệt, mình xin một ngày nghỉ việc. Tiếng Anh gọi là take a day off. Mà chữ off á, nó có nghĩa là shut down, tắt liệm. Nhưng mà đa số á, chúng ta sống theo thói quen là take a day off. Nhưng mà thật sự mình không có off, mình đi shopping. Mình không có off, mình mướn bộ phim về mình coi. Mình không có off, mình kiếm cuốn cải lương mình coi. Rồi trong khi mà cải lương họ khóc ở trong đó, mình bắt đầu ngoài này mình kiếm hộp giấy mình khóc theo. Có phải không? Vì vậy mà mình sống theo có thói quen mà nhà Phật dùng cái từ là tập khí. Tập khí tiếng Anh dịch là the habit energy. Habit là cái thói quen, khí là cái lực, energy ấy. Mình thí dụ mình ngồi, mình có một cái thói quen là lắc chân, ngồi đâu lắc chân đó, thành một thói quen, chỉnh không được. Có nhiều khi mình gặp một người thân mà lắc chân mình hay để ý lắm. Thấy đi đâu mà lịch sự ngồi đàng hoàng mà người đó lắc chân hoài cái mình khó chịu. Cái mình lại khiều khiều người đó, bảo người đó đừng lắc chân nữa. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên mỗi người mình có một cái thói quen. Và ai trong chúng ta cũng có cái tập khí. Thí dụ như là có người có một thói quen nói chuyện là phải diễn tả, đưa tay. Là nữ Pháp Hòa cũng bị cái thói quen đó. Đôi khi nói hồi cái quơ. Vì mình nghĩ là quơ cái tay á là để mình diễn đạt được hết ý, hết lòng, hết tâm, hết dạ của mình. Nhưng mà nhiều khi quơ nhiều quá không hay. Thà thử nhớ trực lại để xuống. Vậy cho nên á, như vậy thì thiền là gì? Thiền là mình thấy được những cái tập khí, những cái thói quen mà chưa hay của mình, mình chỉnh nó lại. Là thiền chứ gì đâu. Thiền có bốn cách. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Người xưa người ta muốn cho cái người tu mà ngăn ngắp nghiêm túc, chư tổ định ra bốn cái luật: đi, đứng, ngồi, nằm, bằng bốn câu như thế này. Hễ mà đi á thì phải đi như con phụng, đi từng bước, cho nên là hành như phụng. Hành như phụng là đi như con phụng, phải không?
Bị vì sao? Bị con phụng là con phượng á, nó có cái bộ lông đẹp, cho nên khi bộ lông nó xòe ra rồi nó phải đi làm sao? Đi cho quay về. Cho nên mỗi con người chúng ta cái đẹp á, đẹp thân á, là lấy son phấn rồi đủ thứ mình make up, thí dụ như mình trang điểm, đó là đẹp thân. Nhưng mà đẹp tâm, đẹp tướng nó khác. Vì vậy mà chư tổ định ba chữ: hành như phụng, đi như phụng. Còn nếu như mà đứng thì phải đứng như cái tùng, gọi là trụ như tùng. Quý vị thấy cái tùng không? Đứng rất thẳng, trụ như tùng. Còn hễ mà ngồi á, phải ngồi cho thẳng, ngồi cho nghiêm, gọi là tọa như chung. Chung là cái chuông. Còn mà nằm á, nằm là ngọa, ngọa là nằm. À, ngọa như cái gì? Ngọa như cung, có nghĩa là nằm nghiêng về tay phải và người hơi co co lại. Không phải co quắp vô con tôm nha. Vừa cái người. Vì cái tướng đó không có thô. Nằm cái tướng đó không phải là tướng thô. Còn mình nằm sấp là tướng thô. Vậy cho nên cái người mà cái đẹp là đi, đứng, ngồi và nằm. Pháp Hòa đọc lại: hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, ngọa như cung. Người mà có bốn cái tướng đó để làm gì? Để luôn luôn giữ thân tâm mình cho nó đoan chánh. Đoan là ngay, chánh là thẳng. Cho nên người mà vừa ngồi xuống, ngày xưa học bài kệ chánh thân đoan tọa. Thân ngồi ngay thẳng gọi là chánh thân đoan tọa. Cầu cho chúng sanh ngồi cõi bồ đề tâm không sao trước, gọi là chánh thân đoan tọa. Đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Ngồi trên cái ghế mà cũng giống như là ngồi ở cõi bồ đề. Cho nên chữ tham thiền là mình tham khảo, mình tham cứu, mình tham cầu, tham học, tham gia cái cách làm sao để thân tâm mình an tịnh là thiền. Cái tâm mình nó lăng xăng, mà chư tổ thường dùng cái chữ gọi là tâm viên ý mã. Tâm mình như con vượng, ý mình như con khỉ. Con khỉ, con vượng và con gì? Con ngựa. Quý vị có thấy con ngựa nó có nằm không? Luôn luôn là đứng. Con ngựa dù có ngủ cũng đứng chứ không có nằm. Mà con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp chết á. Cho con ngựa nó không có nằm. Và người ta ví dụ cái tâm ý đó nó lăng xăng như con ngựa, con khỉ vậy, đu hết cành này truyền sang cành khác. Vì vậy mà mình thiền để làm gì? Thiền để làm cho cái tâm mình nó an tịnh trở lại. Và khi mình an tịnh trở lại rồi á, thì tự nhiên cái định lực của mình nó có. Cho nên người ta ngồi yên, lắng tâm thì lâu ngày tâm nó định. Mà bây giờ mình muốn cho cái tâm của mình nó có cái chỗ nó bám, thì bây giờ mình trở về với hơi thở. Ngày hôm qua Pháp Hòa có chia sẻ một chút. Quý vị đừng ráng thở, ngồi bình thường thôi. Nhưng mà không cứ để ý tới cái chóp mũi của mình là mình biết là mình đang thở vào, mình đang thở ra. Thở vào biết vào không ráng, thở ra biết ra không có ráng. Vào ra một cách an nhàn, không có ráng thở, không có miễn cưỡng phải dài phải ngắn. Cứ việc để cho hơi thở mình tự do ra vào. Và mình chỉ làm một việc là để tâm ý tới nó, để tâm ý tới cái hơi thở của mình. Thì khi tâm của mình á, nó trụ vào trong cái hơi thở, nó không có lăn sang chỗ khác, thì gọi là gì? Tịnh tư lự. Cái tư lự là cái suy nghĩ của mình, mà cái suy nghĩ mình nó lăn sang cho mình trở về. Rồi khi mình đang ngồi như vậy thì được 5-3 phút nó xen khác vô, không sao hết.
biết nó, trở về. Đừng có lo rầu, đừng có buồn, nói trời tôi tu mà sao tâm tôi còn lăng xăng quá. Nếu mà tâm không lăng xăng mình đâu có tu. Chính tâm lăng xăng cho nên mình mới cần thiền. À, vì vậy mà bây giờ người nào thở chưa được các bắt đầu niệm Phật. Cho nên xin thưa đại chúng là tu thiền, tu tịnh, tu mật, cái nào cũng để mỗi một mục đích duy nhất là tịnh tâm thôi. Nhưng mà cái pháp nó có khác, cái cách nó khác thôi chứ không có gì khác hết. Cho nên người tu thiền không có chê người tu tịnh, người tu tịnh không có bài xích người tu thiền. Bởi vì tất cả đó là pháp tu giúp cho cái tâm mình tịnh mà. Vì vậy mà khi mình ngồi yên, mình lắng tâm lâu ngày, lắng tâm để làm gì? Để cho cái sự suy nghĩ của mình nó có cái chiều sâu. Và khi tâm mình tịnh á, thì mình bớt được cái nghiệp xấu. Tại sao? Bởi vì thân tịnh thì khẩu tịnh. Bởi vì khi tâm tịnh là ý tịnh, mà ý tịnh là hành động sẽ sáng suốt, hành động sẽ hiền lành, lời nói sẽ hiền lành, ít tạo những nghiệp xấu. Cho nên á, tu thiền đừng có nghĩ là cái gì nó dễ sợ lắm, hay là tu hành niệm Phật. Tất cả những cái đó chỉ mỗi một mục đích là gì? Để cho chúng ta bớt đi cái nghiệp xấu mà chúng ta bắt đầu tạo nghiệp lành. Thí dụ như ngày xưa mình hay nói bậy, nhưng mà nhờ mình định cái tâm cho nên trước khi nói cái mình dừng lại, mình suy nghĩ lời nói của mình nó có đáng nói không, nó có cần nói không, nói ra có lợi ích gì không, cho nên không nói. Mà chính không nói cái bớt gây phiền não cho người, bớt tạo những nghiệp xấu. Mà khi mình có một cái định tĩnh rồi, mình sẽ biết lúc nào mình tưới tẩm, lúc nào mình không có tưới tẩm. Và khi mà cái tâm mình định tĩnh đó, mình biết buông bỏ rất là nhiều. Khi tâm mình có biết tịnh rồi là mình biết buông bỏ cái gì nó không cần thiết nuôi dưỡng trong thân tâm của mình. Ngày xưa có một vị nông dân, ông làm nghề nông, và ông có một cây cuốc rất là tốt. Cây cuốc đã giúp cho ông bao nhiêu năm qua sống và làm nghề nông rất là giỏi, và ông thu hoạch được rất nhiều. Ông thương cây cuốc đó lắm. Nhưng một hôm nọ ông hiểu đạo, cho nên ông quyết định ông về chùa ông tu. Thì khi mà ông đi tu như vậy đó, thì ông để cây cuốc ở nhà, ông không có mang theo chùa. Nhưng mà lâu lâu á thì ông lại nhớ tới cái cây cuốc đó. Ông xin phép sư phụ cho ông đi về nhà ông thăm, nhưng mà ông phải thăm nhà, thăm cây cuốc. Cứ ông lấy cây cuốc ra, ông chùi bụi, ông lau bụi, xong rồi ông làm sạch sẽ rồi cái ông máng lên trở lại. Thì ông làm như vậy 5-7 lần thì ông thấy phiền quá. Coi như là ông nghĩ rằng đi tu rồi nè, tóc dám bỏ, cạo tóc đi tu mà, quần áo đẹp dám bỏ để mặc đồ người tu, cái gì cũng bỏ hết, mà tại sao có một cây cuốc bỏ không nổi. Một hôm nọ ông quyết định, ông trở về nhà, ông cầm cây cuốc, ông ra giữa sông, ông nhìn nó lần cuối cùng rồi, ông nói ta quyết định buông bỏ nhà ngươi để tâm ta được bình lặng. Ông giục cây cuốc xuống sông. Thì khi mà ông giục được cây cuốc xuống sông rồi đó, thì ông la lên: hay quá, tôi đã thắng được tôi rồi, tôi đã thắng rồi. Ông chỉ la lên thôi: tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Thì ngay cái lúc ông nói cái câu đó thì có một ông vua đang đi đánh giặc, vừa thắng trận trở về. Đang trên đường trở về hoàng cung thì nghe một ông thầy đứng ở giữa sông mà la như vậy, thì dừng lại và hỏi ông: ông là một thầy tu mà ông đứng giữa sông mà ông la tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, chẳng hay hòa thượng thắng cái gì, có thể nói cho trẫm nghe không? Thì ông thầy mới kể lại hết những cái sự của ông, và ông nói rằng: lâu nay á, cái gì tôi cũng bỏ được là tôi thắng không, nhưng mà tôi chưa thắng được cái trong tôi là cái chấp, cái vướng mắc trong lòng tôi. Đó là tôi vướng mắc với cây cuốc. Hôm nay tôi xả được cây cuốc nghĩa là tôi thắng được tôi. Và tôi nghĩ rằng ở trên đời này bây giờ tôi mới thật sự là người đại thắng, là tôi đã thắng được chính tôi, thắng được cái tham, cái dính mắc, cái cố chấp.
Ông vua nghe xong, ông gật đầu, ông xoay qua thần dân, những ông quan, ông nói rằng: như vậy trẫm vừa thắng một trận ở ngoài kia, chưa gọi là chiến thắng. Khi nào trẫm thắng được chính trẫm, chính lòng tham của trẫm, thì chừng đó trẫm mới dám nhận là người đại thắng. Hòa thượng này là người đã chiến thắng được chính mình. Trong kinh Pháp Cú có câu: thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, chưa gọi là chiến công oanh liệt. Chỉ duy người thắng được chính mình, người đó là người chiến công oanh liệt nhất. Như vậy thì chúng ta mới thấy, khi chúng ta định lắng được cái tâm, thì chúng ta xoay lại con người mình và thấy con người mình còn vướng cái gì. Mình còn vướng cái gì mà mình hôm nào mình xả được cái đó thì ngày đó mình thắng chứ gì đâu. Cho nên có một vị hòa thượng nói: các con phải chấp nhận thua tất cả mọi người mà để thắng chính mình. Thắng chính mình là thắng cái gì? Thắng cái tham sân si mà nó dày đặc ở trong con người mình. Tham sân si là nói gọn, nói tóm đó. Chứ còn nếu mà tham mà ngồi mà phân tẻ ra thì thôi, biết bao nhiêu thứ tham. Ngay cả nhiều khi tu mà cũng dành tu cho hơn người kia nữa, cũng một hình thức tham. Thí dụ vậy. Nhưng mà so ra cái tham tu á, thấy không, nó vẫn còn đỡ hơn tham cái khác. Cho nên tham nó cũng có tham hướng thượng, tham hướng hạ. Cho nên cái chữ dục á, là muốn đó. Dục hướng thượng hay là dục hướng hạ. Cho nên tu thiền á, là không phải chỉ khi nào mình ngồi trên bồ đoàn 2-3 tiếng đồng hồ mới gọi là người tu thiền. Mà trong đời sống hàng ngày của ta đây, chúng ta thiền trong từng giây từng phút. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái dừng lại trước mỗi lần chúng ta muốn làm, thì chúng ta sẽ tạo rất nhiều những lỗi lầm. Chúng ta không có cái dừng lại trước những lời chúng ta muốn nói, thì có thể chúng ta tạo rất nhiều lầm lỗi. Cho nên thiền là dừng lại, cho nên là chỉ. Thiền còn được dịch nghĩa là chỉ. Chỉ nghĩa là dừng. Dừng xong rồi làm gì nữa? Quán. Pháp tu thiền có hai cách: một là chỉ, hai là quán. Chỉ là dừng, quán là nhìn lại. Mình phải dừng lại trước khi mình nói, dừng lại trước khi mình làm, thì từ đó mình mới biết rằng mình cần phải làm gì. Quý vị hiểu ý và nói gì? Cho nên chữ tu thiền là vậy thôi, chữ tham thiền là vậy. Mỗi ngày chúng ta phải tưới tẩm vào trong cái tâm thức chúng ta những cái chất liệu bổ dưỡng, mà không có tưới tẩm những chất liệu không bổ dưỡng. Cho nên quý vị để ý, trên đời nó có hai loại: một là độc tố, hai là sinh tố. À, mình quay bơ, đu đủ, trái cây, uống kiểu uống gì? Uống sinh tố. Nhưng mà một ly sinh tố đó không đủ chữa trị một chén độc tố mình uống. Một khi mà giận tức lên á, thì nó đốt mấy trăm ngàn cái chất bổ dưỡng ở trong cơ thể của mình. Đó là do những người khoa học gia, người ta nghiên cứu, một người khi nóng giận phừng phừng thì họ đã đốt trong người của họ bao nhiêu chất dinh dưỡng. Cho nên uống một ly sinh tố mà một ngày giận hai giác thôi, thôi một giác thôi, là ly sinh tố vô nghĩa, tại vì độc tố nó nặng hơn. Cho nên thiền để làm gì? Thiền để thấy cái nào là sinh tố và cái nào là độc tố. Tu theo Phật cũng không làm cái gì hơn là để chúng ta làm cái gì? Mỗi một việc thôi. Cái gì cần mới nhắc, cái gì không cần phải bỏ. Mà ở trong cái bài sám quy mạng, Tổ Di Sơn nhắc chúng ta một câu như thế này: chúng ta là những cái người trôi lăn trong đau khổ triền miên, mà chúng ta lại lầm. Mỗi ngày chúng ta cứ sống theo bốn cái chữ này, gọi là
cử uổng thố trực. Chúng ta cứ nhắc lên, cầm lên, nắm lên những cái không cần thiết gọi là cử uổng, nhưng mà chúng ta đành lòng bội nó, đẩy nó, xô nó, những cái gì lành mạnh trong con người ta gọi là cử uổng thố trực. Nhắc lên những cái dở để rồi đẩy những cái hay ra ngoài, cũng giống như chơi với bạn. Bạn lành, nói lời lành, lời phải cho ta nghe, ta thường không thích. Nhưng mà người nào nói theo cơn giận của mình, vuốt theo cái giận của mình, vuốt theo cái tức của mình là mình thích nói chuyện với người đó. Mà nói xong một lần rồi thêm một mớ giận, tại họ có nói gì ngược đâu. Họ không nói ngược là cái tức của mình, họ nói theo mình là họ tưới rồi. Cho nên cẩn thận cái đó. Cho nên mình đang giận là một cái duyên, mà người nào lại vuốt cái giận mình cho nó tăng lên nữa, cái đó là thuận duyên. Còn người nào mà nói chị ơi chị đừng có giận như vậy, chị nghe lời tôi chị niệm Phật đi, tức thấy mồ mà biểu niệm Phật làm sao. Nhưng mà người đó đang làm cái nghịch duyên. Nhưng mà cái nghịch với cái duyên mình đang giận, nhưng mà nhờ cái nghịch duyên đó một lát nữa mình sẽ thuận duyên. Còn mình đang giận mà người ta tưới đó, thấy chưa, tôi nói với chị rồi mà chị không nghe tôi, chị chơi với cái người đó có ngày tôi nói rồi bà không nghe, đáng bà lắm. Trời ơi, mình càng giận thêm nữa, nói theo mình chứ gì. Nhưng mà cái đó gọi là thuận duyên để rồi đau khổ. Cho nên duyên nó có nhiều cách, rồi liên tục như vậy không dừng nghỉ, cái đó gọi là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên là gì? Liên tục không có dừng. Còn bây giờ á, mình cứ ngồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 đẳng vô gián duyên. Nhưng mà cái đẳng vô gián duyên này sao? Để cho cái thiện duyên, thuận duyên mình bắt đầu nó tăng trưởng. Cho nên chùa được dịch là gì? Người Trung Hoa định nghĩa chùa có hai nghĩa. Thứ nhất là thân cận thiện xứ, thứ hai là vĩnh ly ác xứ. Chữ chùa nghĩa là vậy đó. Gần là cái nơi chốn để chúng ta gần những người lành, để chúng ta xa cái chỗ ác. Chùa còn nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa mà mình cần lưu tâm là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Cho nên gọi là chùa, tôi kêu đi chùa. Đi chùa là đi làm sao? Đi chùa để chúng ta tìm người lành chúng ta kết giao. Bởi vì chơi với người lành á, thân với người lành á, từng khắc nó thanh lọc được cái nghe, cái thấy của mình. Từng khắc nó làm cho mình nghe được những điều chưa nghe. Gọi là thân cận thiện hữu. Thấy không? Để làm gì? Để mà thời thời văn ư vĩ văn, từng giờ phút nghe được những điều chưa hề nghe. Thời thời văn ư vĩ văn, sát sát thanh ư nhĩ mục. Từng khắc nó thanh lọc. Cái nhĩ là cái tai, mục là con mắt. Có những cái lành chưa bao giờ mình thấy, hôm nay nhờ đi chùa mới được thấy. Có những cái điều lành chưa hề được nghe, nhưng mà nhờ chơi với bạn lành được nghe điều lành. Còn cái điều mà ở ngoài đời người ta la mắng, người ta chửi rủa, người ta sùm, nghe hoài gì đâu. Nhưng mà càng nghe càng thấm, càng nghe nó càng vô. Quý vị có hiểu và nói ha. Có một cái nhóm khoa học gia, người ta làm một cái cuộc thí nghiệm với những cái thực vật. Là như thế này. Người ta lấy hai cây cà. Người ta để vô kẹp vô trong cây cà thứ nhất á, một cái ống nghe. Và mỗi ngày á, mỗi ngày người ta mở nhạc êm dịu cho cây cà nghe. Người ta mở những lời khen cho cây cà nghe. Và một cây cà thứ hai người ta cũng để vào nó ống nghe, và người ta cho nó nghe những cái nhạc kích động, những cái loại nhạc rần rần,
và người ta cho nó nghe những cái tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng chê, thì kết quả sau vài tháng thì người ta thấy hai cây cà. Một cây cà mà được nghe nhạc êm dịu và lời khen á, thì cây cà đó lớn mạnh, trái to, tròn, tốt, đẹp. Và cây cà mà nghe những cái nhạc giật, nhạc mạnh và nghe những lời mắng, những lời chê, thì cái trái nó, cái cây nó héo, cái trái nó không có lớn, nó teo, nó nhỏ, vân vân. Loài thực vật nó còn thế, huống chi con người. Cho nên mỗi một con người chúng ta, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cũng đã để cho tâm thức chúng ta hàng ngày nó nghe rất nhiều điều không cần nghe. Nó phải học những điều không cần học. Cho nên á, cái người đệ tử Phật tu theo Phật là để cho cái trí tuệ mình nó khai mở. Để làm gì? Để cho chúng ta biết rằng trong con người ta đây, chính bản thân mình, mình còn đang yếu kém phần nào, để chúng ta đưa vào những chất liệu đúng mực nuôi dưỡng nó. Còn nếu không thì chúng ta cứ để cho nó tạp nhạp đủ thứ vào, và rốt cuộc rồi á, con người mình nó coi như là đa sư hư bệnh, không biết ăn trúng nhầm cái gì. Quý vị biết ở đây á, những cái nhà dưỡng lão đó, người ta nuôi người già như thế này. Những người già nào mà vào trong nhà dưỡng lão ở á, mà do nhà dưỡng lão chăm sóc hoàn toàn đó, thì mỗi buổi ăn của một người bệnh, một người già trong đó đó, sau khi ăn xong nấu cho cái người đó ăn, thì cái ban trong nhà bếp á, phải lấy một cái dĩa múc lại một miếng thức ăn của cái người bệnh đó, cái người già đó, để vào cái dĩa nhỏ, bao lại, ghi tên người đó ra, và để cái ngày mà mình cho người đó ăn cái món đó, xong rồi cất vô tủ lạnh. Nếu trong 3 ngày người đó không có bệnh thì cái dĩa thức ăn nó đem ra bỏ. Nhưng nếu trong 3 ngày mà người này bệnh thì cái dĩa thức ăn đó phải được mang ra để thí nghiệm, để xem coi cái người già đó ăn cái gì mà trúng, do bệnh mà bệnh hay là do ăn thức ăn mình cung ứng mà họ bệnh. Mà ở 100 người thì phải có 100 dĩa thức ăn để lại trong tủ lạnh. Ở 200 người là phải có 200 dĩa thức ăn. Có bữa Pháp Hòa vô, Pháp Hòa đi một vòng Pháp Hòa coi, thì vô trong một cái tủ lạnh to, thì Pháp Hòa thấy dĩa, mà mỗi dĩa một chút mà bao kỹ lưỡng lại và có tên hết. Thì Pháp Hòa nói, ủa ai ăn mà bỏ dư dữ vậy? Thì cái cô phụ trách trong đó mới giải thích là họ nuôi người già như vậy. Như vậy để làm gì? Để mình biết coi mình bị cái độc gì, hay là mình do bệnh tật. Thì Pháp Hòa nghĩ con người ta cũng thế. Mình tu theo Phật là để biết rõ cái căn bệnh của mình để mà chữa bệnh. Cho nên mình ngày hôm qua mình học bốn dạng người sống, quý vị nhớ không? Có những người trước khổ sau vui, có những người trước vui sau khổ, có những người trước khổ sau khổ, và có những người trước vui sau vui. Ngày hôm qua, tháng trước, mình là người trước khổ sau khổ. Tu cái mình nâng bậc mình lên, mình nói tôi bây giờ là người trước khổ sau vui, và bắt đầu kể từ bây giờ tôi là người trước vui sau vui. Còn có những người phải quán lại, trời ơi, tôi là những người ngày xưa trước vui mà bây giờ sau khổ. Mà tôi cứ đi hoài con đường này thì thế nào tôi cũng sẽ trước khổ sau khổ. Đó, cho nên mình tu là mình nâng bậc, mình nâng cấp mình lên. Cái nhà nó hư kêu xuống cấp, cho nên phải xin tiền người thân nước ngoài gửi về để nâng cấp. Phải không? Bây giờ mình á, cái tâm hồn của mình nó xuống cấp, mình phải xin pháp Phật để mình làm gì? Nâng cấp. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới khen là pháp Phật cao siêu màu nhiệm. Có duyên lắm à, cơ duyên may được thọ trì. Ngày hôm qua có một chú Phật tử viết tờ giấy vô hỏi đây nè: thế nào gọi là chân thật nghĩa của Như Lai?
Chân thật nghĩa của Như Lai là chúng ta hiểu rõ, chúng ta hành đúng cái lời dạy của Phật. Nhưng mà thật nghĩa của nó là khi chúng ta có lợi lạc nếu chúng ta hành cái đó. Pháp Hòa nói ví dụ là người ta bảo mình nhức đầu uống Tylenol. Nhưng nếu mình uống Tylenol mà không hợp với mình uống vô nó dị ứng á, thì phải nhớ rằng Tylenol này không có hợp với mình, uống cái thứ khác. Thì pháp Phật cũng vậy, mình ứng dụng cái pháp đó mà mình thấy rằng không có lợi cho mình thì mình có thể tìm pháp khác. Cái pháp nào mà chữa được thật sự tâm bệnh của chúng ta thì đó là pháp tốt. Cho nên á, Ngài Ấn Quang Ngài mới nói như thế này: thuốc không phân cao thấp hay dở, thuốc nào chữa được bệnh là thuốc tốt. Pháp của Phật không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh là pháp diệu. Cho nên mình tới mình tu thiền mà ở một cái chỗ là tâm mình nó bình lặng và mình thấy rõ từng vấn đề như vậy, thì mình là người như thế nào? Mình là người ở trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, ở trong trần lao mà không có bị trần lao nó làm khổ. Cho nên người sao? Người này khổ mà sao? Không có cực, cực mà không khổ. Vì sao? Vẫn làm cái việc đó nhưng mà không buồn phiền gì hết, vì thấy rõ tất cả cái nhân, cái quả, cái trước, cái sau như vậy. Tâm bình lặng là tu thiền đó. Cho nên khi mà người tu thiền ở một cái mức đó rồi á, thì người ta không có chấp tướng, chấp nê đó. Tượng Phật phải không? Gặp tượng Phật vẫn đảnh lễ, nhưng mà không chấp vào cái tượng Phật đó là tướng của Phật Thích Ca. Trong này có một câu hỏi. Trong Kinh Kim Cang có câu: nếu lấy tướng mà cầu ta, lấy âm thanh mà thấy ta, người đó đang hành tà đạo không thấy được Như Lai. Trong Kinh Kim Cang nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì người vị Phật tử này mới hỏi: như vậy thì chúng con hằng ngày đảnh lễ Phật, nhìn hình Phật như vậy là có sai không? Xin thưa không có sai. Tại sao vậy? Bởi vì tâm mình á, nó chưa có thuần, cho nên mình phải mượn cái tướng để mình đưa tâm mình trở về. Nhưng mà nhớ rằng á, cái này chỉ là mượn tướng thôi, mượn để trở về với thấy được tĩnh lặng bên trong. Một khi tâm tĩnh lặng rồi thì mình vẫn bình thường mà không có chấp cái đó. Có một ông cư sĩ đêm nào ông cũng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì trong đầu ông nghĩ rằng ông niệm như vậy đó, một ngày nào đó đó, ông có vô lửa, lửa không cháy, ông có chìm xuống nước, nước không trôi. Ông nghĩ như vậy. Cho nên một ngày nọ cả làng của ông bị bão lụt. Ông mới leo lên nóc nhà ông ngồi, thì có một chiếc xuồng ba lá tới, nói: bác ơi, bác lên đây con chở bác đi. Ông nói: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin chú đi chỗ khác, tôi đang chờ Quan Âm. À rồi, chiếc xuồng ba lá tới rót, ông không đi. Một lát sau, một chiếc tàu có máy móc đồ đàng hoàng, trang bị rất tốt, đắp tới. Bác ơi, bác, con mời bác lên tàu, nước ngập tới rồi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ơn quý vị, xin quý vị đi nơi khác, tôi đang chờ Quan Âm. Không đi. Lần thứ ba, một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống. Bác ơi, bác, chúng tôi yêu cầu bác bước lên máy bay liền, vì bác phải rời chỗ này, không thôi bác mất mạng. Xin cảm ơn quý vị, xin quý vị đi nơi khác, tôi đang chờ Quan Âm. Nhưng mà ở trong đó, cái chú lái chiếc máy bay trực thăng đó, ông tu cao hơn. Ông nói: bác ơi, bác, Quan Thế Âm Bồ Tát đã xuất hiện hai lần, bác từ chối rồi. Bây giờ Quan Thế Âm kêu bác lần thứ ba, bác không đi là bác ráng chịu à nghe. Quý vị có biết Quan Âm xuất hiện không? Đừng có chấp cái tướng. Quan Âm phải là mặc áo trắng, tay bắt cái ấn vầy,
rồi đi đâu cũng dài, rồi cầm danh liễu lắc. Không có. Đừng, cái đó chỉ là một cái biểu tướng thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng Quan Âm có khả năng ứng hiện bất cứ hình thức nào. Mình kêu cứu khổ Quan Âm, chiếc xuồng ba lá tới rước cũng chê, chiếc tàu thủy cũng chê, chiếc trực thăng cũng chê. Vậy Quan Âm nào? Mình muốn Quan Âm nào? Cứu khổ Quan Âm. Thì Quan Âm xuất hiện bằng hình tướng nào miễn hết khổ thôi chứ. Hiểu được cái chỗ đó không? Hiểu được cái đó thì mình mới không có bị lầm, và mình không có mắc kẹt lại Phật Ngọc. Phật Ngọc đâu phải Phật đó bằng ngọc mà mình lại. Vậy lâu nay mình lại Phật xi măng không linh hả? Mình lại Phật đồng không linh sao? Không phải. Nhưng mà mình tôn trọng pho tượng Phật Ngọc là vì đó là một vật quý. Thay vì làm những cái hình ảnh khác thì bây giờ vật quý này được làm lên thành một hình tượng Phật, để biểu tượng cái tính chứng, biểu tượng một cái đức hạnh từ bi trí tuệ hỷ xả của một đức Phật. Chúng ta lại là lại cái đức hạnh của Phật và cái sự hy sinh của ông chủ mà làm cái tượng Phật đó, chứ không phải lại cái cục ngọc đó mà tạc ra đó. Hiểu như vậy mình mới vững vàng được đạo tâm. Và ai có nói, mình cũng có cách mình giải cho người ta hiểu. Tôi đâu phải là cái ngọc, tôi lại cái đức hạnh từ bi hỷ xả mà biểu tượng qua một vật quý thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì lại Phật Ngọc mới linh, thì lâu nay mình lại Phật khác không linh sao? Quý vị hiểu ý và nói như vậy. Cho nên cái câu là Phật mới nhắc chúng ta đừng có lấy cái sắc tướng, cái âm thanh mà cầu tôi. Nhưng mà tôi có khả năng dẫn quý vị vào cái bước đầu, cái cửa đầu. Giống như bây giờ mình á, cái tâm mình còn thích tiếng âm thanh, cho nên bắt đầu mới có chuông có mõ cho mình tụng. Nhưng mà hôm nào không có chuông mõ cũng không sao, tụng không. Chứ không phải là tụng kinh phải có chuông mõ. Hỏi làm chi vậy? Để Phật nghe. Phật đâu có nghe cái đó làm chi, phải không? Mình tụng có chuông có mõ là tại để cho cái tâm mình nó định, và cả đại chúng tụng cho nó ăn rập, cho nên gọi là phúng tụng. Chữ phúng tụng là sao? Tụng chung một nhóm, tụng có âm, có điệu, có hòa hợp, cho nên phải có chuông có mõ. Có chuông có mõ để làm cho cái buổi lễ đó tụng đều đặn với nhau. Đây chỉ là nhạc lễ thôi. Cho nên tụng cũng được, trì cũng được. Trì là mình râm râm ha, im lặng mình trì. Cho nên là thọ với trì đó, không? Đó, hôm nào mình ngồi mình mở cuốn kinh ra, mình râm 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 râm, cái trì kinh. Còn lớn tiếng mà tụng là tụng kinh. Cho niệm Phật cũng có nhiều cách niệm. Nam mô A Di Đà Phật, niệm lớn một câu rồi người ta niệm theo, gọi là cao thanh trì danh. Niệm cho lớn rồi mọi người ta nghe, ta niệm theo, cao thanh trì danh. Rồi ngồi im tưởng câu niệm Phật là quán tưởng niệm Phật. Rồi tưởng cái tướng của Đức Phật để định cái tâm, gọi là quán tướng niệm Phật. Nhiều cách lắm, cách nào cũng được, miễn làm sao cho cái tâm mình định là được rồi. Đừng có chấp. Mà hễ mà người không chấp tức là tu thiền. Vì người không có chấp là người biết xả. Mà tu theo Phật là để xả chứ đâu phải nắm, phải không? Mà nắm mà nặng nề, cho nên mỗi ngày phải thắp hương. Thắp hương để làm gì? Để quán cây hương nha. Hương mà khói bốc lên là tâm hồn nhẹ, cho nên bay như mây khói. Tâm hồn chứa chấp nhiều, nặng trĩu rớt như trò. Cho nên bàn thờ Phật là vậy đó. Cái hương là hương gì? Hương đức hạnh. Hương là hương đức hạnh. Không có bất cứ, không có một cái hương hoa nào bay được ngược chiều gió. Chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cho nên cái hương mà mình thắp lên đó là tượng trưng cho giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương, ngũ phần hương. Rồi ba cây là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Nhưng mà ba cây cũng là một, bởi vì chỉ cần mình giữ giới là lập tức có định, có tuệ. Chỉ cần mình có tuệ là biết sẽ giữ giới, biết sẽ có định. Cho nên chỉ cần có một mà sẽ có ba.
Cho nên không cần thắp đủ 3 cây, 1 cây cũng được. Vì 3 mà là 1, quý vị hiểu không? Gọi là 1 về tất cả, tất cả về 1 là cái ý đó. Ở trong này có một câu hỏi về ý nghĩa trên bàn thờ đó. Mình thắp cây hương á là mình muốn nói với, mình muốn bạch lên Phật là giác, cho mình mới nói với cái tánh giác của mình. Con nguyện mỗi ngày làm đẹp bản thân con bằng hương của giới hạnh. Khi lòng con có định thì con sẽ thấy rõ cái đó không nên làm, cái này nên làm, cho nên gọi là giới. Khi lòng con có định là định, và từ đó tuệ con nó sanh. Tuệ sanh cho nên mới biết cái này không nên làm nè. Cho nên trong định có tuệ có giới, trong giới có định tuệ, trong định có tuệ giới. Cho nên ba mà là một. Rồi trái cây, vì mình có tu như vậy cho nên cái quả nó sanh. Cho nên trái cây là tượng trưng cho quả. Mà cái quả này á là quả lành, quả tốt. Cho nên đôm trái cây phải đôm cao lên. Nếu mà là bốn trái thì kiếm cái dĩa cho nó vừa nhỏ thôi, để ba trái rồi xong chồng lên một trái, hiểu ý không? Hoặc là năm trái thì để bốn trái lên một trái, hoặc là ba trái rồi một trái rồi một trái. Nói chung là chưng một dĩa trái cây như thế nào mà nó đôm lên. Quả trái cây là không có chưng lè phè, không có chưng thấp bẹt nó ra, đôm cho cao lên, tượng trưng cho cái quả này mình muốn mỗi ngày mỗi vung bồi lên cho nó tốt. Cái người đó gọi là người trước vui sao, sao vui, bây giờ vui rồi phải ngồi phải đun lên cho nó vui nữa. Quý vị thấy được điều đó không? Cái hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả. Cho nên mình mới để hai bên, bên này nhân bên này quả. Mà hoa còn tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái đẹp. Ai mà không thích hoa? Vậy thì mỗi ngày mình phải đến với nhau như một đóa hoa, gặp nhau, chào hỏi, cười vui, phải không? Hồi xưa Pháp Hòa nhớ ông Nguyễn Công Trứ, ông của Cổ Câu, ông nghe người ta nói ông tức quá, mà ông nói nghe như chọt ruột, tai làm điếc. Dẫu giận, giờ giận mà giờ căm gan cũng mỉm cười. Giận nhưng mà vẫn cười, tại vì cái nụ cười để mình cống hiến cho người. Cho nên hoa là tượng trưng cho cái đẹp. Cái hoa nó còn tượng trưng cho cái gì? Cái vô thường. Hoa này nó đẹp nhưng mà 5-7 ngày sau nó héo, nó tàn. Cho nên nhìn bình hoa thấy được cái quán, được cái vô thường. Cho nên trên cái bàn thờ Phật, đạo lý vô thường nó có mặt, đạo lý nhân quả nó có mặt, đạo lý hương đức hạnh nó có mặt. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ, nước là tượng trưng cho trong sạch, cho từ bi. Một ly nước nấu cho sôi cỡ nào đi nữa mà ngồi định xuống, để yên nó, một lát nó nguội. Người giận á, đang sôi ụt ụt, sôi ào ào lên á, đừng có nói, tại nói nó phỏng, phải không? Lúc đang sôi giận, kiếm chỗ ngồi, ngồi cho nó yên, yên cho nó nguội. Cũng giống như ly nước thôi, nước mà nó sôi mà kiếm chỗ để thì lát nước nó nguội. Còn mà nếu nước nó đang sôi mà đem tạt người này tạt người kia là người ta phỏng, mà người ta phỏng là mình mang họa. Cho nên chữ hoa, hoa, hoa là hoa nè. Mà biết mình biết sống như hoa thì mình sẽ biến hóa, cho nên bỏ thêm cái dấu sắc. Biến hóa là sống. Mà biết biến hóa sống cho nên hòa, đi đâu cũng an vui. Mà không biết cái nó phát hỏa dấu hỏi. Mà hễ mà cái dấu hỏi mà nó sanh rồi thì nó phát họa. Vì vậy cho nên đó, cuộc đời mình nó chỉ khéo thêm dấu, bớt dấu. Mình là hoa rồi, người ta chưng ở đâu nó cũng vui thôi. Chưng trên bàn cũng được nè. Ở bên Nhật á, ở trong toilet lúc nào có bình hoa. Vì người ta quan niệm toilet là cái nơi mà người ta cử, người ta không thích vô, bất đắc dĩ lắm mới vô. Nhưng mà phải quán, quán rằng giữa cái nhà cầu với một cái hoa không có hai, không có hai đâu, nó chỉ là một thôi. Không có cái phân bón đó làm gì có hoa, phải không? Cho nên khi đổ rác đó, nhớ học bài kệ đổ rác nha. Ai mà thường đi đổ rác, học bài kệ đổ rác để quán chứ. Tu thiền nè,
một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Đâu cần ngồi trên bồ đoàn, đi đổ rác cũng tu thiền. Thấy được giữa rác với hoa không có một. Cho nên tu thiền là mình thiền trong từng giây phút trong cuộc sống. Thì như vậy thì ở trên cái bàn thờ Phật, tất cả những giáo nghĩa căn bản của nhà Phật ở trên đó hết. Cho mỗi một ngày mà chúng ta thiết trí bàn Phật là phải nhớ rằng đây là cái giáo pháp căn bản, giáo pháp của nhân quả, giáo pháp của vô thường, giáo pháp của giới hạnh, giáo pháp của từ bi, của sự lắng dịu. Rồi tại sao mình phải hai bên? Tượng trưng cho quân bình cuộc sống. Còn nếu mà không có, chỉ là một thì phải để ngay cái giữa, để tượng trưng cho mình phải trung đạo, không có thái quá, không có bất cập. Vì vậy mà Pháp Hòa cũng có nói như thế này, trong này bữa nay cũng có hỏi đó. Ở trong một cái gia đình, nếu hai vợ chồng chưa biết tu thì chỉ có một người tu, thì cái người biết tu kia phải khéo léo, đừng để trong gia đình mình xảy ra nhiều cái chuyện không vui do cái sự tu của mình. Pháp Hòa nói ví dụ một cái mà chúng ta thường gặp nhất. Một người ăn chay, một người ăn mặn. Người ăn chay tuyên bố: bây giờ tôi ăn chay rồi, tôi không có nấu nữa. Cha con ông kiếm gì ăn đó kiếm, mấy ông đừng có ăn mà bắt tôi tội. Lâu nay tôi tội lỗi nhiều rồi. Tu vậy được không? Tu vậy dễ xa nhau quá. Mình ăn chay là chuyện của mình, nhưng mà mình không thể thiếu bổn phận. Vì bổn phận của mình đối với con cái còn, bổn phận của mình đối với gia đình, đối với chồng hoặc đối với vợ còn, hoặc đối với cha mẹ còn. Tu, mình hiểu đạo, mình ăn chay, tốt. Trong gia đình 5 người, ngày xưa 5 người ăn thịt cá hoàn toàn, bây giờ 1 người ăn còn 4 người, thì mình chỉ thấy mình đại diện gia đình mình tu, còn 4 người kia chưa, nhưng mình sẽ từ từ cảm hóa họ. Khéo tu là vậy đó. Cho nên khéo tu ở cái chỗ á, là chúng ta tu làm sao mà để chúng ta có an lạc cho chính mình và an lạc cho người xung quanh, để người ta thấy cái tu của mình mà người ta an lạc theo mình. Mình tu làm sao mà người ta rùng mình, ta nói thôi tu không dám tu kiểu đó. Có nhiều khi mình tu quá ta sợ, ta thấy mình tu quá trời quá đất. Mình mới, người ta bưng, mới người ta vô trong hãng làm, mà người ta mới bưng một cái hộp thức ăn ra, cái bữa nay chị ăn chay ăn mặn, xích ra coi chừng nước mắm văng qua đây. Trời đất ơi, chưa còn cái chuyện gọi là sắm mà chén riêng nè, đũa riêng nè, thớt riêng nè, dao riêng nè, nồi riêng, mà vậy mà không sắm bộ răng riêng. Ủa sao kỳ vậy? Một bộ răng ăn thịt, bộ răng ăn tàu hủ chứ. Tại sao dao chén nồi ơ mà sắm mà bộ răng không sắm? Hễ mà sắm tất cả cái đó phải sắm luôn bộ răng, còn không sắm bộ răng thì khỏi cần. Cái nồi nào mà ngày hôm qua nấu thịt, hôm nay rửa sạch sẽ nấu tàu hủ vẫn chay như thường. Đó, mà xả được cái đó là tu thiền chứ gì đâu. Mà còn chấp kiếm cái ổ khóa khóa lại nữa chứ. Tưởng đâu hột xoàn mở ra nồi chén không. Trời đất ơi, tu cực khổ vô cùng. Vậy quý vị tu thiền chưa? Đó, tu thiền hết. Chứ có ai không tu thiền đâu. Bởi vì khi mà cái trí tuệ nó sanh là thiền chứ gì đâu. Mình thiền làm sao mà cái trí tuệ mình tu mà mình không khổ não? Tu không có khổ não. Tu mà cái gì mình thấy cũng trật hết là khổ lắm. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói, nếu mà lỡ mình
có một cái bài, cái dấu nó dấu chéo thì phải ráng sửa nó, bôi nó để nó thành cái dấu chấm tốt, cái check mark, thay vì một cái chữ X. Cho nên mình đừng có quên cái bổn phận của mình. Pháp Hòa nhớ một hòa thượng dạy trong một quyển sách Ý Nghĩa Người Tại Gia, mà cái câu mà Pháp Hòa tâm đắc khi mà Pháp Hòa đọc cái quyển sách đó của Ngài, Ngài nói một câu như thế này: Đức Phật không cho phép một người cư sĩ tại gia nào tu mà thiếu bổn phận với gia đình. Mình, gia đình mình chưa tu, nhưng mà đâu phải tu là chỉ có cái chuyện ăn chay. Người ta ăn chay chưa được, nhưng mà người ta hành những cái pháp khác được, mình phải trân quý cái đó. Ăn chỉ là một miếng ăn thôi, nhưng mà giờ mình ăn chay là để làm gì? Để làm lành thiện cái miếng ăn của mình. Nhưng bên cạnh đó mình phải chay tâm, chay lòng nữa, chứ không phải chay cái miếng ăn bên ngoài. Giống như quý vị đừng thấy cạo đầu là tu, vì nhiều khi cạo cái đầu mà chưa cạo cái tâm. Nhưng mà chiếc áo không làm nên ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì nếu mà không có chiếc áo này đâu có giữ thầy tu. Vì mặc như vậy đi ra đường muốn nhảy cà nhọt cũng không được. Ta nói chợ thầy tu gì nhảy kỳ quá. Cho nên nhờ chiếc áo này để giữ ông thầy tu nghiêm túc. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Bởi vì tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, lễ Phật giả là cảm Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân. Lễ Phật lại Phật là nhớ ân nhớ đức của Phật. Nhưng mà tọa thiền giả, ngồi thiền là để mình đi qua cái nước của Ngài. Phật chi cảnh, cảnh Phật, cảnh Phật là cảnh bình an, cảnh thanh tịnh nội tâm. Vì vậy mà có nhiều khi á, mình chưa cảm hóa được người thân của mình là tại vì mình không có khéo tu, thì người thân nhìn mình tu, người ta thấy tu kiểu như mình, người ta chưa có đồng ý, người ta chưa hài lòng, cho nên người ta thấy rằng tôi chưa tu được. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Cho nên xin thưa là cái đó không phải là cái lỗi của cái pháp, mà cái lỗi là mình ứng dụng pháp không có đúng. Quý vị hiểu ý mà nói không? Mình ứng dụng cái pháp, thí dụ nè, người ta nói á, Tylenol 500mg uống 2 viên là maximum. Mình nhức đầu quá mình uống 5 viên, uống hay uống 10 viên. Mình bệnh mình nói tại Tylenol, đâu phải tại thuốc, tại mình ứng dụng thuốc không đúng chứ. Người ta cho cái dose có 2 viên mà mình uống tới 4-5 viên mình bệnh chứ. Đó. Vì vậy mà mình ứng dụng pháp không có đúng. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa nói ví dụ, Đức Phật ví dụ như mình mà ứng dụng pháp không đúng, cái pháp nó trở lại nó khổ mình á, thì cũng giống như bắt con rắn mà không chấn ngay cái đầu mà nắm ngay cái đuôi thì con rắn nó quật lại nó cắn mình vậy. Phải ứng dụng cho đúng. Cho nên á, cái tướng nó cũng cần. Giống như mình tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Phổ Môn mà ở trong đó nói á, niệm Quan Âm Bồ Tát mà vào trong lửa, lửa chẳng đốt, mà trôi xuống nước, nước không trôi. Rồi bữa nào mình thấy nước đang cuồn cuộn vậy, mình nhảy xuống mình cứ la Quan Âm, Quan Âm mà vẫn trôi mất tiêu. Wow, muốn tình. Phải hiểu ý, nước trôi là tượng trưng cho cái sự tham dục của mình, lửa đốt là tượng trưng cho sân hận. Khi nào mình bị sân hận, sân giận mà nó lôi kéo mình, nó phừng phừng, thì phải tìm một chỗ niệm Quan Âm, mượn cái âm thanh, quán thế âm là quán lại cái âm thanh, trở về với cái cơn giận của mình. Để làm gì? Để lắng cái tâm mình xuống. Mà một khi tâm mình lắng được rồi, nó có tướng không? Cái tâm nó có tướng, cái tánh nghe đâu có tướng, mà chính nó không có tướng, cho nên nước không trôi, lửa không đốt. Rồi người ta mới nói, trong kinh nói là mình á, mà đi vào trong gì, trong đi tìm châu báu, rồi trôi tới quỷ La Sát,
rồi niệm Quan Âm thì La Sát không có hại được mình đó. Quý vị nhớ trong Phẩm Phổ Môn nói vậy đó. Đi tìm châu báu là gì? Đi tìm châu báu là tượng trưng cho mình đi tham cầu, mình tìm hiểu cái pháp tu. Giống như mình đi chùa vậy đó, mình nói tôi đi chùa để tôi tìm công quả, tôi tìm phước, tôi tìm đức, tôi tìm đủ thứ hết, là đi tìm châu báu. Nhưng mà vô trong đó người này khiều một cái, người cứ quẹt cái là mình phừng phừng lên, là mình bị quỷ La Sát nó đe dọa mình rồi. Rốt cuộc mình đi về nhà mà không có châu báu gì hết, mà ôm về một bịch phiền não. Quý vị hiểu ý không? Cho nên một hôm nọ, cái ông đó ông làm quan mà, ông tới ông gặp một vị hòa thượng, ông nói bạch hòa thượng, trong Phẩm Phổ Môn nói là trôi vào trong quỷ La Sát, vậy làm sao? Hòa thượng mới nạt ông câu, nói ngu. Ông lửa, ông giận phừng phừng lên. Hòa thượng nói đó, quỷ La Sát nó tới rồi. Cho nên cái phào rồi người ta mới nói cầu con trai, cầu con gái. Rồi cái vị Phật tử này mới đặt câu hỏi là cầu trai, cầu gái đó, như vậy thì có trái với luật nhân quả không? Bởi vì nhân quả nó gieo nhân gì gặp nhân nấy, mà giờ trong Phẩm Phổ Môn nói ngược hết trơn, cứ cái gì niệm Quan Âm cũng được hết. Thì phải hiểu ý nè, con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho phước đức, hay là nói chung là trí tuệ và từ bi. Cầu con trai, cầu con gái là tượng trưng cho người có lòng muốn mong cầu trí tuệ từ bi. Mà người mà có trí tuệ từ bi mà trở về tu thì có được mãn ý không? Có được mãn nguyện không? Được mãn nguyện. Cho nên trong đó nói sẽ được tội lòng như ý, là cầu nam được nam, cầu nữ được nữ. Đó là khi chúng ta trở về chúng ta tu hành. Cũng giống như mà trước kia mình khổ, mà bây giờ mình cứ vung cái khổ thì trước khổ sau khổ. Và bây giờ khổ mình quyết định mình không làm cho cái khổ đó nó hoành hành mình nữa. Mình trở về mình sống, mình cầu cái giáo pháp mình tu, thì cái đó gọi là trước khổ sau vui. Cho nên ở trong cái Phẩm Phổ Môn nói là nói như vậy. Cũng giống như quý vị thấy quý thầy đắp cái y. Y là gì? Y là mình nói theo tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Trung, Ấn Độ gọi là ca sa, có chỗ dịch là cà sa, nhưng mà âm từ tiếng Phạn là ca sa, thì mình âm lại là âm là ca sa hay cà sa không sao, cà gì cũng được, miễn đừng cà thẻ thôi. Đó thì ca sa là gì? Ca sa người Trung Hoa dịch là giải thoát phục. Liên hoa y, ca sa người Trung Hoa dịch là cứu long y, phước điền y. Vậy cho nên quý vị mới thấy cái y của quý thầy đắp đó, nó có ô, có sọc đó, là tượng trưng cho những cái miếng ruộng. Cho nên gọi là ruộng phước điền, y đó gọi là phước điền y. Ở ngoài cái viền bốn cái là tượng trưng cho cái đê bảo vệ cái ruộng. Rồi Phật tử cúng dường cho quý thầy là Phật tử gieo cái hạt giống vào trong cái mảnh đất ruộng đó. Quý thầy là người giữ đất ruộng, cho nên quý thầy phải có trách nhiệm tu hành cho đàng hoàng để làm cho cái hạt giống đó nó lên. Cho nên ở trong nhà Phật có cái ý nghĩa dân y, có cái lễ dân y. Dân là giống như mình tặng, mình tặng y cho quý thầy. Mà người tu là mỗi người có ba y. Rồi mỗi năm mà Đức Phật cho phép chư tăng được nhận y mới một lần vào cái dịp an cư kiết hạ xong, giống như cái ngày đó, giống như ngày Tết của quý thầy vậy đó. Giống như ngày đó ngày Tết vậy đó. Cho nên ngày đó Phật tử mới tổ chức cái lễ cúng dường trai tăng, thì trong đó có cái lễ dân y, tức là dân để cho quý thầy có cái vải để đóng y. Và cái y là tượng trưng cho cái ruộng phước, tượng trưng cho nhẫn nhục. Tại sao y không có màu gì khác mà lại là cái màu vàng? Đúng ra đó, cái y đó đó, thấy không? Còn được gọi là hoại sắc y. Tại vì cái màu vàng đó đó, nó không có vàng, không vàng, nó nâu, không nâu, cái màu nó luốt luốt đó. Thì giống như cái màu đất vậy đó. Nó giống như cái màu đất vậy đó.
Cho nên cái y đó còn gọi là nhẫn nhục, là tại vì khi mình mặc cái y đó rồi á, mình phải nhẫn nhục. Mình phải nhẫn nhục để mình có thể mình tiến tu được. Tu hành mà không nhẫn nhục thì đôi khi nó hư chuyện. Quý vị để ý trong gia đình như vậy, vợ chồng mà không nhịn nhau là con cái sẽ bơ vơ. Anh em không nhịn nhau, cha mẹ sẽ buồn lòng. Thì vậy cho nên cái chữ mà nhịn nhục hay là nhẫn nhục đều có cái ý đó. Cho ở trong này mới nói là cái y. Ở trong chùa, mình đi vô trong chùa, mình nhẫn được. Vì sao? Vì cái trí tuệ của mình nó nói cho mình biết rằng mình không nhẫn là mình sẽ gây nhiều cái phiền muộn, gọi là phiền não hay là sanh họa, sanh tai ương. Cho nên đi chùa đó là mình phải tu hai thứ. Một là tu phước, hai là tu huệ. Tu phước là chúng ta công quả, chúng ta bố thí, chúng ta làm lành. Nhưng mà cái phước đó nếu chúng ta không có vun bồi cái huệ thì khi mà cái khổ nó đến đó, chúng ta không biết cách giải quyết. Cho nên chúng ta phải nghe pháp, chúng ta phải học kinh để làm gì? Để chúng ta học cái đó, để chúng ta phát huy cái trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là do văn tư tu. Văn là phải nghe, tư là mình suy nghĩ. Nhờ nghe, nhờ suy nghĩ, nhờ mình tư duy, nhờ mình tu học, cho nên trí tuệ nó sanh. Cho nên người Phật tử để ý nha, quý vị vô chùa làm công quả tu phước, lên nghe thầy giảng là tu huệ đó. Cho nên lúc nào phước huệ phải song tu. Cho nên ở trong chùa đó người ta xây cái cổng tam quan. Quý vị thấy cổng tam quan phải không? Cổng bên này là gọi là kệ cửa phước đức, cửa phước, cửa trí. Rồi cái giữa đó cao hơn. Cái cửa giữa thường nó phải cao hơn hai cửa nhỏ hai bên. Rồi thì cái cửa đó người ta để cái bảng là phước huệ song tu. Là cái người tu là phải dung thông hai thứ, phước và huệ. Còn nếu không á thì mình làm phước thì mình có làm phước, nhưng mình không có bồi bổ cái trí tuệ. Và đôi khi mình không biết lúc nào cần làm phước, mà lúc nào cũng phải khoan làm phước, chứ không phải là không nhưng mà chưa đến lúc. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ quý vị đi Ấn Độ. Ở bên Ấn Độ á là chỉ cần móc tiền ra mà cho thôi, một người thôi là hàng trăm, hai trăm người nó bu ra, họ danh dực. Mà nếu mình đi chung với một đoàn á, mà mình làm cái kiểu đó là mình sẽ trì trệ cái đoàn và làm phiền lòng rất nhiều người. Và đôi khi họ hung tợn quá, họ đè mình, họ danh dực cũng có. Cho nên mình bố thí kiểu đó cũng không được. Cho nên phải đợi một lúc nào thuận tiện, cả đoàn tổ chức có những cái người phụ giúp cho mình thì mình bố thí lúc đó. Chứ không phải lúc nào đi đâu cũng móc tiền ra, nhiều khi người ta giật của mình. Rồi lúc đó mình té, mình gãy tay, mình mất bóp thì mình gọi là, rồi người ta mới nói đó, thấy không? Chị làm phước mà chị không được lợi. Không, là vì sao? Vì mình làm phước, tu phước mà mình không có cái trí để mình suy nghĩ lúc nào cần làm và lúc nào khoan làm. Có nhiều khi mình thương cái người đó quá, mình cứ cho tiền hoài mà mình biết cái người đó họ làm sai, họ cờ bạc, họ rượu chè, hút sách gì đó, mà mình cứ cho cũng không được. Vì vậy mà ở trong nhà Phật á, mình phải biết cái đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, vị nào ở trong này có một câu hỏi là con ăn tiền trợ cấp xã hội mà con bị mắc, có mắc nợ không? Ăn tiền xã hội, trợ cấp xã hội có mắc nợ không? Quý vị hỏi như sao? Có nợ không? Có không? Có. Vậy thì phải làm sao? Đưa hết đây. Thế thì mình qua đây mình được chính phủ trợ cấp cho mình mỗi một tháng cả ngàn hay là ngàn rưỡi, ngàn ba, thí dụ, nói chung là mình có tiền mình sống. Thì bây giờ mình muốn không có mắc nợ á,
thì khi mình có được á, mình phải tập đem lâu lâu mình gom lại mình bố thí. Thí dụ bây giờ mỗi tháng quý vị lãnh 1.000 đô, quý vị nguyện đi, mỗi tháng tôi trích ra 20 đô hay 50 đô gì đó để quan bền. Thì một năm như vậy đó, mình đem mình chia cái tiền đó ra mình bố thí. Bởi vì chính phủ cũng lấy thuế của những người đi làm khác rồi mới chia cái tiền đó ra cho mình. Mà nếu mà mình mà không có, nếu mà mình mà không có có chia sẻ cho người khác thì cũng nguy hiểm. Cho nên đời sau mình không có biết bố thí, mình cho lại cái đời sau mình sanh ra mình làm ông Tây bà Đầm ở xứ này để mình trả nợ. Cho nên ăn tiền trợ cấp xã hội thì sợ mắc nợ phải bố thí bớt. Nhưng mà không phải chỉ người ăn tiền trợ cấp đâu, ngay cả những người giàu có, mình có tiền có của cũng đừng bao giờ giữ hết, thỉnh thoảng phải bố thí làm lành. Lỡ cuộc đời mà nó vô thường, có chuyện gì mình cũng có người trợ giúp. Quý vị có nhớ ông Mạnh Thường Quân không? Ông Mạnh Thường Quân là một cái người giàu lòng nghĩa hiệp, hay giúp người khác. Thì một hôm á, ông mới sai một cái người làm của ông đi qua cái làng kế bên á, đòi nợ người ta. Thì cái người làm này á, mới đem tập hợp hết những người dân thiếu nợ lại, cầm trong tay một sấp, trầm và tuyên bố một câu: chủ nhân của tôi là ông Mạnh Thường Quân. Ông nói rằng hôm nay tất cả những người nào thiếu nợ của ông mang hết giấy nợ lại đây đưa cho tôi. Cầm trong tay một sấp giấy nợ rồi thì người này đốt cái giấy nợ đó đi, thì nói rằng hôm nay chủ nhân của tôi miễn nợ hết cho tất cả quý vị. Ông tự quyết định đó. Đi về tới nhà, ông Mạnh Thường Quân hỏi: hôm nay á, ông có đem tiền về cho tôi không? Và tôi dặn ông lấy cái tiền nó mua một số đồ đạc cho tôi, ông có mua không? Thì cái người làm đó mới nói: dạ thưa không. Ông này mới giận lên hỏi: tại sao? Nói: hôm nay tôi không đem tiền của ông tôi mua cái gì cho ông hết, mà tôi đem tất cả tiền của ông tôi mua hai chữ nhân nghĩa cho ông. Hỏi nhân nghĩa làm sao? Kể ra hết, Mạnh Thường Quân chấp nhận. Đâu chừng 1-2 năm sau, chiến tranh loạn lạc, Mạnh Thường Quân mất hết tiền của, trôi dạt qua những cái làng kế bên. Người ta hỏi ra biết ông này là Mạnh Thường Quân, dân làng tới người cho ly nước, người cho củ khoai, ông ở trong đó mấy năm mà có ăn mãi mãi. Cho nên từ đó về sau mà cộng đồng của ta mỗi lần ai làm gì mà cho mà một cách là rộng rãi thoải mái, nói xin cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân. Vậy thì Mạnh Thường Quân là một nhân vật có thật. Mà lâu nay mình cứ nói: ồ cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là ai cảm ơn? Phải không? Thì mình học cái hạnh của ông Mạnh Thường Quân. Ở đời có nhiều khi tiền của không mua được nhân nghĩa. Có nhiều khi mình mua được cái bảo hiểm mà mình không mua được cái an toàn cho mình. Mình mua được cái đồng hồ mình đeo nhưng mà chưa chắc mình mua được thời gian. Mình có tiền mua thuốc bổ uống nhưng mà chưa chắc mình mua được sức khỏe. Vậy thì có tiền á, mình phải biết cái gì cần mình đem mình mua. Phải không? Mà người xưa cũng, ông Thanh Sĩ ở bên quyển sách của Đạo Hòa Hảo, ông cũng có 4 câu Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe vậy đó: tiền mà xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Phải không? Mình có tiền xài không đúng thì trật à. Đây cái câu này nó cũng giải đáp: có người ăn chay trường rồi cho chồng ăn chay luôn, cả tình cảm. Đến khi gia đình xào xáo vợ chồng ly dị thì lại đổ cho là duyên nghiệp nợ hết. Thì cái đó cái nào sai cái nào đúng? Này Bần Tăng cũng bó tay chấm cơm. Tôi, quý thầy đâu có ai dạy kiểu này đâu. Mà không, quý thầy không có dạy kiểu này, mà Phật tử này về hành kiểu này thì chỉ quý thầy chỉ có nước là bó tay chấm cơm thôi, chứ đâu có yahoo.com được, đâu có google.com gì được, mà cái này là bó tay chấm cơm. Đó quý vị thấy không? Hành pháp mà hành không đúng là giống như con rắn, nó cắn lại cái pháp của con người mình.
ăn chay trường rồi mà cho chồng ăn chay luôn tình cảm. Là người Phật tử tại gia, chúng con phải cư xử như thế nào trong gia đình để đúng với trách nhiệm của một người Phật tử? Tại vì chúng con thấy bây giờ Phật tử tại gia phát tâm ăn chay trường, niệm Phật rất nhiều, điều đó rất tốt. Nhưng có nhiều người ăn chay rồi không có trách nhiệm với chồng con, không có muốn nấu ăn mặn, muốn cho cả gia đình đều ăn chay, trong khi đó mọi người không muốn, cũng bó tay chấm cơm. Ok, này bó tay chấm chay chứ. Thôi quý vị, nãy giờ chắc Pháp Hòa cũng đã nói cái chuyện này rồi, thì quý vị có nghe thì quý vị cứ về mà mình quán chiếu lại. Tại sao hồi trước gia đình mình khổ, ô vui, tu sao hồi thành khổ? Gọi là tu mà gọi là trước vui sau khổ là trật rồi, phải không? Mình tu sao mà gia đình mình trước khổ sau vui mới hay, còn không thì gọi là trước vui sau vui thì mới đúng. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Xin đại diện Phật tử tại hội trường đêm nay, thầy ơi, không biết có ai cho đại diện không, nhưng mà con cũng làm liều đại diện. Dễ thương. Tại vì con làm chuyện vui thì cứ làm liều, phải không thầy? Con xin yêu cầu thầy, trước khi rời Vancouver, thầy dùng Quan Hỷ hướng dẫn chúng con hát bài Biển, Biển Lớn, Biển Sông gì đó thầy. Bộ quý vị đồng ý cho vị này đại diện hay sao mà vỗ tay? Bây giờ sông biển ha. Em chưa từng thấy biển. Đọc đi. Em chưa từng thấy biển. Em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. Bài này chắc khỏi học cũng biết rồi. Ha. Thôi giờ ca cho đại chúng nghe rồi quý vị, quý vị học sơ sơ cho vui. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông. Hai ba, đừng vỗ tay để cho nó không trật nhịp. Vỗ mà vỗ dởm cũng vỗ. Đờn mà tôi đờn cho ca sĩ hát mà đờn trật nhịp mà cũng cứ đờn. Hai ba. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Quý vị mệt chưa? Thầm chưa mệt ráng vài câu hỏi nữa nha. Thôi bây giờ để cho quý vị nghỉ giải lao một chút ha. Pháp Hòa hát một bài cho quý vị nghe.
A Di Đà Phật. Ngày hôm qua có một Phật tử viết lên đây cho Pháp Hòa một câu là: con muốn tặng mẹ con bài hát nói về mẹ, xin thầy hát giùm. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa còn nợ lại đó, thì thôi Pháp Hòa xin hát một bài nói về mẹ cho đại chúng nghe. Trong cánh nhà dốt cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình, mẹ gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền. Quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mẹ dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi ban ê mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối mỏi. Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần cuối những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sánh tở biển non, làm mẹ thương con làm sao đền trả được. Nhớ lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rác, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thưa đại chúng, ở đây mình còn khoảng 2 câu hỏi nữa, và xin ráng trả lời cho xong. Xin thầy hoan hỷ giải đáp câu hỏi sau.
tại sao 1963 có 6 đại đức thiêu thân ở Việt Nam? Đại đức Nguyên Hương, Thanh Tuệ, Diệu Quang, Tiêu Diêu, Quảng Hương, Thiện Mỹ. Cái này thì nó thuộc về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thì Pháp Hòa không có giải thích nhiều ở đây, nhưng Pháp Hòa chỉ nói theo cái hiểu của Pháp Hòa. Thì khi mà Pháp Hòa đọc lại cái sử của Phật giáo Việt Nam thì đây là một cái sự lên tiếng của Phật giáo Việt Nam để xin được cái công bằng tôn giáo ở tại Việt Nam thời ông Diệm. Bởi vì lúc đó là mùa Phật Đản thì ông Diệm không có cho treo cờ và không có cho lễ rước Phật. Theo ở ngoài Huế đó, mỗi năm lễ Phật Đản có rước Phật treo cờ để mà mừng ngày Phật Đản sinh. Thì lúc đó thì mọi người tập hợp ở đài phát thanh tối đêm mùng 8 tháng 4 để mong mà nghe được tin tức của lễ Phật Đản hôm đó. Nhưng mà ngồi suốt đêm thì không có nghe tin tức gì hết. Thì cuối cùng thì người dân phản ảnh thì chính quyền đã mang xe tăng thiết giáp đến và xịt khói để mà giải tán cái đám người biểu tình. Và cuối cùng kết quả là trong đêm đó có 8 Phật tử bị xe cán chết. Và sau đó lần lượt thì Phật giáo mới họp lại và đưa lên 5 cái nguyện vọng. Ví dụ như trong đó đó, ngày xưa trước đó đó là Phật giáo không được chính quyền Diệm nhận là một giáo hội, mà chỉ cho Phật giáo là một hiệp hội thôi. Thì ngang bằng với các hiệp hội đá banh, hội phụ nữ, hội thanh niên, hội này hội kia, lúc đó Phật giáo chỉ được nhận là một hiệp hội chứ không phải là một giáo hội. Thì khi đó đó, cái vị đầu tiên mà lên tiếng và xin được thiêu thân đó là Ngài Thích Quảng Đức. Và trong khi Hòa Thượng Quảng Đức đề nghị lên cái chuyện đó thì quý Ngài Hòa Thượng lớn không có đồng ý, bởi vì nói rằng chưa đến lúc phải làm cái chuyện đó. Nhưng mỗi ngày cái sự việc nó càng trầm trọng hơn, đàn áp. Quý vị nào Pháp Hòa nghĩ ngồi đây có rất nhiều bác, nhiều bác đã sống vào cái thời đó thì quý bác biết rất là rành cái chuyện này. Thì Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu ở Đại Lộ Đình Phùng, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt vào ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão. Thì sau khi mà Ngài tự thiêu rồi thì chính quyền ở các nơi đất quốc tế lên tiếng. Và cuối cùng thì cái sự tranh đấu của Phật giáo, nhưng mà nói chữ tranh đấu ở đây á, là cái chủ trương của Phật giáo là tranh đấu bất bạo động, tranh đấu mà không có cái sự giết chóc, và chỉ yêu cầu chính quyền thực thi những cái nguyện vọng mà chính quyền đã hứa với ủy ban liên phái lên gặp chính quyền đó, đề nghị ra 5 điều đó thì chính quyền hứa rồi mà sau đó thì không có giữ lời. Thì Pháp Hòa nhớ trong cái biểu ngữ có một câu là yêu cầu chính quyền thực thi 5 nguyện vọng của Phật giáo. Thì nói chung là cái lý do mà quý ngài tự thiêu là để muốn lấy cái thân của mình đốt lên cái ngọn lửa để cho soi sáng những cái thế lực vô minh mà người ta không có thấy rõ được người ta đang làm cái gì thì phải lên tiếng. Thì có người mới nói rằng Phật giáo không có chủ trương sát sinh, tự thiêu như vậy có sát sinh không? Thì xin thưa rằng Phật giáo không có chủ trương hủy thân, nhưng nếu cái thân này phải hy sinh cho chánh pháp, hy sinh cho chánh nghĩa thì nó không có tiếc chút nào hết. Lý do nào? Ngày xưa Ngài Phú Lâu Na đi giảng kinh, Đức Phật nói với Ngài Phú Lâu Na: hôm nay thầy đi giảng kinh tới cái vùng đó họ dữ lắm, họ sẽ đánh thầy, thì thầy phải làm sao? Thì Ngài Phú Lâu Na nói: dạ, họ đánh con bằng gậy gộc, con cũng thấy họ hiền, tại vì họ chưa có giết con. Thì cuối cùng Đức Phật hỏi rằng: nếu họ lỡ giết ông thì sao?
Thì nói dạ không có sao, tại vì nếu con chết, cái một mạng của con mà chết cho chánh nghĩa, chết cho lý tưởng, chết cho chánh con đường rộng mở, thì cái chết đó cũng đáng. Vì vậy mà người xưa, người Trung Hoa có câu: cái chết có khi nó nặng như núi Thái Sơn, có khi nó nhẹ như một cái lông hồng. Tại sao vậy? Vì khi mình chết mà cái chết của mình nó thích đáng. Chết một mình mà để bao nhiêu người tỉnh dậy, bao và thành tựu được một cái gì, thì cái chết đó không có mất ý nghĩa. Thì quý vị nào cần biết thì có thể hỏi thêm quý bác mà sống ở thời 63. Còn không, quý vị tìm cái cuốn sử Lịch sử tranh đấu Phật giáo Việt Nam 1963. Những quyển sách đó bây giờ vẫn có mặt ở trong các thư viện, ở trong các tiệm sách. Quý vị đọc để quý vị thấy tuần tự diễn biến của những cái thời gian đó. Và mà bây giờ mình là người hậu học, mình đâu có chứng kiến được những cảnh đó. Mình biết được là qua những sách sử hay qua những lời kể lại thôi. Thì Pháp Hòa không dám nói nhiều, tại vì cái này thì nó cũng liên hệ tới những cái chuyện của thời xưa mà mình nói thì nó mình không có rành đó, mình nói nhiều không tốt. Dạ, thì thôi Pháp Hòa chỉ nói sơ sơ cái nguyên do như vậy, nhưng mà có thể chưa có đúng, quý vị có thể tìm thêm để mà quý vị hiểu thêm. Xin thưa đại chúng, Pháp Hòa thì muốn nhận những câu hỏi nào mà có rất là thiết thực trong đời sống tu hành đó, thì Pháp Hòa muốn giải đáp cho quý vị nghe. Thì trong này có một câu như thế này: bạch thầy, con thấy ở đây có những người Tây rất tốt, làm từ thiện rất nhiều, hầu như hiến cả đời cho xã hội, nhưng họ không đi chùa, không quy tam bảo, vậy khi mất họ đi về đâu? Họ không có quy. Câu này hay đó. Không nhất thiết người Mỹ, người Việt Nam cũng vậy, người Tàu, người gì cũng vậy. Chỉ có ai theo Phật ta mới quy, chứ còn ta không theo Phật ta đâu quy, phải không? Nhưng mà người ta làm từ thiện, người ta đi đâu? À, bộ không quy y thì không được đi về cõi Phật sao? Xin như thưa như thế này: mình là Phật tử, mình nguyện làm đệ tử Phật, học giáo pháp của Phật, nương vào tăng đoàn để làm cho cuộc sống người Phật tử của mình trở nên tốt đẹp, thăng hoa lành mạnh. Nhưng ở cái mặt tạo nghiệp thì chúng ta cũng phải rất là để tâm. Bởi vì nếu mà quy y tam bảo rồi, có cái danh là quy tam bảo, mà hàng ngày không tạo nghiệp lành thì cũng chưa chắc được vãng sanh. Đâu phải ai quy y rồi cũng đi cõi lành đâu. Cũng giống như mình nói ví dụ, ai mà làm công dân Canada rồi nhưng mà làm việc phi pháp, chính phủ Canada vẫn bắt dư thường. Hay là mình qua các nước khác, mình làm những điều bất hợp pháp cũng bị bắt như thường. Ví dụ vậy đó. Chứ không phải có quốc tịch Canada rồi thì mình muốn làm gì mình làm. Ở đây cũng vậy. Quy y tam bảo là chúng ta đã trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, để chúng ta học cái Pháp tu để dứt cái nghiệp xấu mà tăng cái nghiệp lành. Vậy thì dù quy y hay chưa quy y, khi vãng sanh là tùy nghiệp chứ không phải là vãng sanh vì quy y tam bảo. Rõ cái chỗ đó. Vãng sanh hay siêu sinh chỗ nào là tùy nghiệp mình tạo. Mình tạo nghiệp gì thì khi mất đi mình sanh về cái nghiệp đó. Nhưng mà bất quá, người quy tam bảo rồi thì phải nhớ là mình là đệ tử Phật, thì phải có ít nhiều sự tu học. Vậy thôi. Chứ còn tạo nghiệp dở, nghiệp không lành thì vẫn phải gọi là trả. Mà người Trung Hoa nói rằng á, gọi là thiên tử phạm tội đồng tội với dân, phải không? Ông vua mà làm sai thì vẫn chỉ tội. Và Đức Phật mới nói, có một người hỏi là khi chúng con chết chúng con đi về đâu, mà lỡ chúng con bị xe đụng không có được hộ niệm được vậy đó, thì Phật mới đưa một cái ví dụ là nếu cái cây nó nghiêng về tay trái thì khi cưa cái cây đó thì cái cây nó ngã về đâu? Nhất định phải ngã về trái. Khi cái cây nó đã ngã nghiêng về bên phải mà cưa cây thì nó phải ngã về bên phải. Cũng như thế,
hàng ngày cái tâm niệm mình hướng về đâu thì đó là cái con đường mà chúng ta khi thân hoại mạng chung, thức thần ra khỏi thân thì nó đi theo cái tùy nghiệp đó, mà người ta gọi là tùy nghiệp thọ sanh chứ không phải là quy. Cho nên một người chưa quy y nhưng mà hàng ngày họ tạo nghiệp lành thì nhất định họ đi cõi lành. Còn mình quy y rồi mà hàng ngày tạo nghiệp dở, nghiệp xấu thì khi mất đi thì mình cũng đi đọa lạc, chứ không phải là vì quy y mà được vãng sanh đâu. Đừng có lầm cái đó. Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Có những người làm từ thiện mà hay khoe, nói người này người kia nghe, có phước không Thầy? Dạ phước thì cũng có, còn khoe thì cứ khoe. Thì làm phước thì có phước, bởi vì mình có gieo mà thì có phước. Nhưng mà mình khoe thì mình gieo cái nhân khoe, mà gieo nhân khoe thì không có khỏe. Tại vì mình khoe nhiều thì mình mệt, phải không? Mình nói nhiều, mình khoe nhiều thì mình không có khỏe, phải không? Mà mình không có khỏe mà bên cạnh đó thì người ta cũng làm sao? Người ta cũng không có thích, là người ta nói mình hay nổ. Vậy thì cái nhân mình khoe thì cái quả mình lãnh là bị người ta nói mình nổ. Còn cái phước thì mình cứ, còn cái bị gì mình làm phước thì có làm, phải không? Nhưng mà nếu mình làm phước mà mình kể ơn với cái người mình làm á, thì là khi mình làm mình tạo phước nhưng mình có ý đồ. Cho nên trong 10 điều tâm niệm á, Phật có nói đó, thấy lợi đừng thi ơn, đừng mong cầu báo. Vì mong cầu báo là thi ơn có mưu đồ, phải không? Phải tập cái hạnh là coi thi ân như đôi dép bỏ. Thì vậy thì cái hạnh tu của mình đã thí xả rồi, mình đã thí của rồi, thì mắc chi tiếng khen nữa. Phải thí luôn cái đó nữa, xả bỏ cái tiếng khen mà cái khoe nữa, thì cái là ba la mật. Ba la mật là viên mãn, là cứu cánh. Mình mới cho là mới 5%, 50% thôi. Và đừng khoe gì hết, đừng có muốn ai, đừng có khoe, đừng có nổ gì nữa hết. Cái tự nhiên sao viên mãn cả của lẫn cái sự danh lợi của mình. Cái lợi mình cho ra rồi mà mình vẫn muốn cái danh, như vậy thì danh lợi chưa xả. Cái lợi là lợi lộc mình có, mình cho là cho lợi, thí được cái lợi rồi mà chưa thí được cái danh. Mà con người khổ vì hai chữ danh lợi. Cho nên nhiều khi mình ứng được cái chỗ lợi rồi mà mình chưa xài được cái chữ danh, phải không? Cho nên bây giờ xả được cái lợi rồi, thôi xả luôn cái danh. Mà danh lợi được xả thì sao? Người rỗng rang khỏe, phải không? Mình là cái hoa thì cứ là hoa, người ta chưng chỗ nào cũng được. Giống như là nếu có yêu, nếu được yêu một lần rồi chết, còn đỡ hơn, còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa, có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ, vì hoa đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Ê, mình hôm qua Pháp Hòa hát cái bài mà tâm hạnh người tu. Lợi danh ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều. Mà con người mình sống ở đời có cái khổ mà nó chằng chịt con người mình là danh với lợi. Mà nhiều khi mình cho ra rất nhiều, lợi mình dám xả mà danh thì lại muốn. Có nhiều khi cái danh nó làm khổ mình nhiều hơn cái lợi. Mình muốn được phô trương, mình muốn được tán dương, mình muốn được ca ngợi đủ kiểu hết, mà lỡ sót mình chút mình buồn, phải không? Thành thử ra, thật sự ra người ta có ca ngợi mình đi nữa, cái đó là tùy tâm người ta, mình không yêu cầu. Nhưng mà người ta có ca đó là quyền ta, nhưng đừng có cái tâm mong cầu. Vì khi có tâm mong cầu mà không đáp ứng được là mình khổ. Mình khổ mình buồn. Như vậy thì khi mà chúng ta buồn khổ như vậy thì tâm danh lợi chưa xả. Như vậy thì hóa ra mình xả lợi để cầu danh, chứ không phải xả lợi vì người khác. Ở xứ Mỹ á, Pháp Hòa biết là có nhiều người, ở xứ Tây Phương nói chung, có nhiều người giàu lắm, nhưng mà họ muốn có danh.
có mặt tên trên báo, được danh, họ cấm bản, họ biết họ ra ứng cử, họ xa rớt, nhưng họ vẫn ra. Tại sao? Họ bỏ ra 100-200 ngàn, họ đã làm những cái poster, họ làm những cái sign, họ cấm đầy đường hết, yêu cầu vote cho họ. Họ biết họ rớt nhưng họ vẫn làm. Khi phỏng vấn họ, họ nói rằng á, bởi vì nhiều khi họ có tiền, họ chỉ muốn tên tuổi, họ đứng dọc trên các thành phố chơi cho vui vậy. Ở xứ Mỹ có những người, ở xứ ngoại quốc có những người như vậy, đúng không? Thành thử ra mình phải thấy rằng á, tại sao chúng ta khổ là bởi vì cái danh cái lợi. Mà nhiều khi bây giờ mình xả được cái lợi rồi mà mình chưa xả được cái danh, mà thậm chí đôi khi mình lấy lợi mua danh cũng có. À, cho nên ở đây á, có nhiều khi á, cái người Phật tử này hay là cái người làm thiện này không có phải khoe, nhưng mà muốn nói cho người ta biết cái việc làm của mình. Nhưng mà tại mình nghe, mình cảm nhận là người đó khoe, cái người khoe nó khác, không? Còn có nhiều khi người ta nói, hôm bữa tôi đi làm cái việc từ thiện đó, tôi làm việc kia, tôi nói cho chị nghe, để mai mốt thí dụ như chị có muốn phát tâm thì tôi có thể làm giùm cho chị, thí dụ vậy. Còn cái người mà khoe là đúng, ai cũng khoe làm, có nhiều khi làm chút mà mấy tháng sau vẫn còn, không? Hay là mấy năm sau vẫn nhắc. Cho nên ở đời nó cũng khó, phải không? Mình không nói á, thì đôi khi người ta nghĩ rằng tại sao mình làm thiện mình không kêu gọi, mà nói thì nhiều khi ta hiểu lầm là mình khoe. Nhưng mà thật sự trên đời cũng có những người làm nhưng mà thích khoe, phải không? Thì thôi bây giờ tùy cái, tất cả tùy cái tâm. Tâm của mình nói ra bằng cái tâm muốn khoe thì mình vướng. Còn mình nói ra là không, chỉ muốn cốt cho người ta hiểu rằng tôi đang làm từ thiện để người ta phát tâm. Tất cả đều từ nguồn tâm. Nếu mình sanh cái tâm gì thì cái tương ứng như vậy, phải không? Tại vì tâm sanh sao thì cái quả nó tương ứng như vậy. Cho quý vị để ý tạc một cái tượng Phật coi. Cái tâm người đó đang thiện lành thì tạo nhẹ nhàng, thì tạo ra cái nét mặt Đức Phật cũng nhẹ nhàng. Tại vì cái tướng của cái Đức Phật, cái tướng của cái tượng đó đẹp hay xấu là tùy theo cái tâm của cái người nắng tượng đó. Cho khi cái người làm tượng á, cái người làm tượng mà họ kỹ lưỡng á, họ phải ăn chay, họ phải tịnh tâm trước khi họ tạc tượng. À, cho nên quý vị làm băng giảng cũng vậy nha. Quý vị mà thâu băng thuyết pháp cho người ta nghe đó, quý vị cũng phải để cái tâm đó. Khi mình sang một cái dĩa ra, trong lòng mình chỉ thầm nguyện một câu thôi: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Chứ không có phải phổ biến băng này để chứng minh mình đã từng ra bao nhiêu dĩa, và để mình cho thầy đó biết hay vị sư cô kia biết là mình đã phổ biến băng của thầy này cô này được bao nhiêu. Đừng khởi tâm đó, thấy không? Còn nếu mà muốn nói là cho thầy, để mà giống như làm cho thầy phấn khởi, thì để trình bày cái đó khác. Ý Pháp Hòa nói là từ cái nguồn tâm á, khi mình nói ra mà để mình có một chút cái danh lợi nào đó thì coi như là mình không đúng. Ví dụ bây giờ mình cho người ta nghe pháp, mình để đó, người ta thỉnh băng, người ta có cúng hay không cúng, đừng có khởi tâm tại sao chị này lấy nhiều mà không cúng. Đừng khởi cái tâm đó. Người ta nghe pháp, người ta giải khổ, nó quý hơn tiền người ta cho. Còn người ta phát tâm, người ta ủng hộ lại mình để mình có cái quỹ mình làm băng tiếp tục, điều đó cũng tốt. Nhưng nếu người ta không có cho hôm nay, không có nghĩa là ngày mai người ta không cho. Nhiều khi hôm qua người ta cho rồi, tuần rồi người ta cho rồi, tuần này người ta lấy thêm. Ta biết chứ, ai người ta cũng có cái nhận định, ta biết. Mình bố thí pháp, người ta cũng muốn bố thí. Mình có công, người ta có của, ta hùng vô đó. Cho nên người ta không có khở, người ta không có cho ngày hôm đó, cũng đừng sanh tâm phiền muộn gì hết. Mình mà sanh tâm phiền muộn á, thì mình chưa có trọn vẹn cái công đức là mình gieo cái hạt giống lành tới mọi người. Vì quá ra mình cho cái dĩa đó, mình có muốn một chút thu lợi, phải không? Cho nên không nên. Cho nên Pháp Hòa mới khuyên quý vị Phật tử nào mà làm băng như vậy, mình giống như một người sắc thuốc. Sắc thuốc cho người ta uống, người ta hết bệnh, lương y phải mừng, vì lương y như từ mẫu. Người cho băng giảng cũng giống như lương y vậy. Nhiều khi người ta tới với mình, ta nói: chị ơi, tôi nào giờ tôi nghe kinh, giờ chị có kinh gì chị cho tôi nghe mà hợp với tôi. À, mình biết cùng băng đó nói rất là căn bản, dễ nghe, cho vị đó nghe. Sắc thuốc mà. Chờ ở bên chùa Pháp Hòa có hay nói với quý Phật tử, mà giờ trong chùa nó thành cái từ sắc thuốc.
Phật tử này email tới nói con đang bị khổ chuyện này chuyện này, ở chùa có băng giảng gì phù hợp với hoàn cảnh của con, xin cho con được vài cuộn băng vậy. Pháp Hòa forward cái email đó qua cho quý cô Phật tử mà làm băng, và nói nhớ sắc thuốc cho vị này uống. Có nhiều cô Phật tử khổ vì chồng, khổ vì con. Pháp Hòa cũng biết người nào đã từng gặp cảnh khổ đó mà hôm nay đỡ nhiều rồi. Pháp Hòa forward qua cho cô kia, nói nè cùng bệnh với chị đó, chị sắc thuốc cho người ta uống đi. Đó thì hôm nay Pháp Hòa về đây để thăm đại chúng và sinh hoạt với đại chúng trong 3 ngày qua. Pháp Hòa rất là vui được tất cả quý vị đến thăm và trao đổi những cái giờ phút như thế này. Thật là hạnh phúc, thật là ấm lòng của những người con Phật với nhau. Xin trước hết cảm ơn, tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni đã thương và hiện diện để ủng hộ tinh thần. Kế đến là ban tổ chức, đặc biệt là chị Quảng Tánh, cô Quảng Nguyện, chú Quảng Đạt, rất nhiều những Phật tử khác, cô Nguyên Lễ, vân vân. Người nào cũng mỗi người đóng góp một chút để tổ chức trong suốt những ngày qua, không phải riêng cho Pháp Hòa mà luôn cho cả thầy Thiện Xuân nữa. Và Pháp Hòa biết là chương trình còn từ đây cho đến cuối tuần, quý có cái lịch trình đó, có cái lịch trình quý vị ham đi nghe Pháp thì theo lịch trình đó đi tới những địa chỉ mà nghe Pháp. Trong chuyến này thì Pháp Hòa thấy có phái đoàn Phật tử ở Regina, Nam Anh đến đây để mà phát tâm làm những cái băng dĩa thật là quý quá. Thì trước khi chúng ta mời anh Tiến, tức là anh Hải Nguyện lên đây gặp đại chúng và hát cho đại chúng nghe, anh hát hay lắm. Thì xin đại chúng chúng ta cùng một tràng pháo tay tán thưởng ban tổ chức cũng như tất cả quý vị Phật tử đã trợ duyên trợ lực cho những ngày này. Và bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng trước khi chúng ta sang cái chương trình khác. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.